Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Sau đây mình sẽ hát một bài hát bài hát đầu tiên trên kênh YouTube của mình, đó chính là bài Anh Hứa Là Yêu. Bài được. Chứ đừng có hát mấy bài người khác nghe được ha. Ông hát bài này hay thật. Hát nhép nha bạn. Hát nhép luôn. Quá trời. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời, yêu mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Và nếu em là công chúa bước ra từ xứ sở thần tiên, thì anh sẽ là hoàng tử đến bên em để thấy bình yên. Chuyện cổ tích về chàng hoàng tử và nàng công chúa xinh hơn lọ đem, để hoàng tử bị mất trái tim và người đang giữ đấy chính là em. Làm sao để thấy em cười nhờ, hoa hồng hay là điểm 10 nhờ. Còn anh khi nào vui cười à, là khi hai ta về một nhà. Phải làm sao để em thấy nhớ những thứ tình cảm anh dành cho em. Không gì ấm áp như giọng em nói, chỉ để anh nói là cho anh hứa là yêu em suốt. Cái gì vậy, vậy trời ơi nhà. Anh hứa trời là sẽ xăm tút lời, điều mới nói ra. Teo không mắc hay quá trời ơi. Thôi mọi người, không muốn cách xa. Phong hát lên 22k luôn, ghê dữ. Ghê không, giọng hát của Phong hát một phát lên 22k luôn. Đúng rồi, quá ghê. Rồi, 97 rồi, 97 rồi. Đang em là cô phù thủy nhỏ, trong cổ tích nàng tiên cá. Tiên cá. Thì anh sẽ tặng em trọn trái tim, mà không cần đổi gì cả. Phận con trai 12 bến nước sóng gió nó phủ hết cả đề trai. Nhưng một khi nhà đã có nóc thì dù hoàng tử cũng không thể cãi. Em ơi em có để tìm ra được câu chuyện cổ tích nào khác hai ta. Có lẽ định mệnh nó đã sắp đặt từ khi hai ta đã được sinh ra. Chắc là không một ai cản được chuyện cô tiên có được điều ước. Và nếu như anh có điều ước thì điều anh ước là có em trước đó. Yêu em suốt đời, lắc lư Sam, lắc lư lư. Anh ước là sẽ không nuốt lời, điều mới nói ra. Dễ thương. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Nè. Trời ơi, không điều luôn. Quán điều không? Lại nào. Vào đây. Vẫn không điều. Anh hứa là yêu em suốt đời, điều lắm ở nhà. Anh hứa là sẽ không nuốt lời, điều mới nói ra. Nói là điều nữa. Trời ơi, vũ điệu này hơi đau cổ ấy, mà cái này vũ điệu đeo rồi là vũ điệu đau cổ. Trời muốn gãy cổ luôn á trời. Đúng rồi. Chuẩn bị nha. 99 98 9980 rồi. 81. Rung quá. 99 là kêu siro liền hiểu không? Để cho siro bấm. Ôi lên. Trời sợ không kịp, sợ không kịp. Càng tăng nhanh kìa, 900 rồi. 900 rồi. Rung quá mọi người ơi, chết rồi. Trời ơi, đau quá. Trời ơi. Ôi, sắp rồi. 938 rồi. Ôi, 938 rồi. Tôi bấm quay video lại luôn. 50 rồi. 51 rồi. Ôi, 98 rồi. 99, tôi phải đợi 99 nè. 990 rồi, 992 rồi, 992 rồi. Ôi, chuẩn bị nè. 1 triệu. Một triệu rồi. Người đứng kế 1 triệu nha anh em, tôi bấm kịp rồi nha anh em. Ok, người đứng 1 triệu nha anh em. Xin chúc mừng Siro là người đăng ký kênh số 1 triệu. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã giúp mình lên 1 triệu. Sao mọi người chờ đây là cảm giác sao? Quên. Trời ơi, lo ngồi coi 1 triệu quá quên mất. Cái gì vậy? Đúng rồi. Ôi trời. Chúc mừng Sam. 1 triệu người. Rồi, thôi. 1 triệu người. Một nhạc buồn nữa rồi, TikTok em ơi.
một gì vậy còn gì đang vui mà anh đang vui mà bật nhạc buồn đúng rồi. Một yeah triệu đăng ký 1 triệu yeah ok trời ơi ok cảm ơn người rất nhiều là giúp Sanh lên 1 triệu sub nha. Trời đây là cảm thực là đây là lần đầu tiên Sanh được 1 triệu sub đó. Thật sự đây là lần đầu tiên gọi là Sam được con số 1 triệu sub trong 2 năm làm YouTube của Sam. Sam rất là cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian vừa qua đã ủng hộ Sam đến tận bây giờ. Và Sam mong các bạn có thể ủng hộ cho tất cả thành viên trong hai tuần luôn. Mình thật sự rất cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Yêu các bạn rất là nhiều. Thank you mọi người. Khóc tôi. Vậy là trong ngày hôm nay là ngày 26 là Phong Cận đã đạt được 2 triệu người đăng ký và Sammy đã đạt được 1 triệu người đăng ký. Ok, ngày hôm nay rất là kỷ niệm luôn. Ngày 6 tháng 5 2021. Thế là chung ngày luôn hay nhờ. Đúng một ngày luôn. Ok. Quá. Sammy phải thực hiện lời hứa hồi nãy Sammy đã hứa. Nói vậy. Tôi còn cái lời hứa. Trời chết rồi. Chết cha mày hả con chó rồi. Rồi. Trời ơi. Hả con chó rồi. Còn lời hứa. Thực hiện lời hứa nè. Ok. Ủa tôi không ông đâu, không tôi mà. À ok ok. Từ từ. Ok. Cái gì vậy? Nè chúng mày nè, chúng mày lại. Từ từ. Sao lại chúng mắt tôi? Ôi trời. 3, 2, 1, giúp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người hôn mà đến đó mày. Cái lần đầu tôi thấy có người hôn mà đến đó. Hai vòng chục. Ok, tôi nghe translation. Ok, đây. Vâng. Sẽ ôm bên trái mọi người ơi. Thế là đã hết cơm chó. Đúng rồi. Mấy bạn nào đi sớm là tiếc ghê, không thấy được cái màn này. Mấy bạn đi lời nhanh quá.